Chào các bạn đến tin nhanh 247. Xe mô tô cảnh sát Dubai xuất hiện ở Sài Gòn, gây hoang mang cho người đi đường. Honda DN01 có thiết kế như một cái chiếc xe tay ga, nhưng vẫn đảm bảo giúp bạn tận hưởng được cảm giác mô tô phần lớn. Ngày càng độc đáo hơn khi được dân chơi Sài Gòn khoác một bộ áo cảnh sát Dubai. Chiếc xe mô tô Honda DN01 là một trong những mẫu cơm sẹp hiếm hoi được Honda tung ra thị trường chế phiên bản thương mại. Cái mẫu DN01 ra mắt thị trường lần đầu tiên tại cái triển lãm Tokyo vào cái năm là 2005. Và vào năm 2008, Honda phân phối mẫu xe này ở Nhật và châu Âu. Đến cái năm là 2009 tại thị trường Mỹ và bất ngờ bị dừng sản xuất vào cái năm là 2010. Honda DN01 là mẫu xe thể hiện được cái sự cá tính mang phong cách hướng tới tương lai của nhà Honda. Một sản phẩm với rất nhiều khả năng vận hành độc đáo và hình dáng hoàn toàn mới lạ. Xe khác lạ bởi hình dáng và thiết kế độc đáo, nhưng lại rất quen thuộc với đại đa số với những tính năng vận hành đơn giản là khá dễ dàng như một cái chiếc xe tay ga bình thường. Và mới đây, một dân chơi mô tô ở Sài Gòn đã bất ngờ khoác lên em nó cái chiếc Honda DN01, một cái bộ cánh theo phong cách là cảnh sát Dubai. Các chi tiết bên sườn cũng như đuôi xe mang đậm cái chất siêu xe của cảnh sát tuần tra tại Dubai. Phần đầu xe thêm các chi tiết giống như là chú cá mập. Ngoài việc độ thêm cái dàn áo đầy phong cách này, các chiếc xe thì không có gì thay đổi so với phần nguyên bản trước đây. Phần đầu vẫn là hệ thống đèn đôi chiếu sáng với dàn rồ xanh to cỡ lớn. Phía sau là cụm tay lái được vuốt dài xuống dưới. Phía sau với cái kính chắn gió trực diện và dễ dàng quan sát là hệ thống đồng hồ hiển thị dưới dạng LCD. Được sinh ra với một hệ thống động cơ là hoàn toàn mới, có cái sức mạnh vượt trội, hãng xe máy Honda đã ứng dụng cho cái chiếc xe mô tô DN01 với rất nhiều cải tiến mới, đặc biệt là hệ thống hộp số chuyển động. Cụ thể, cái dòng xe này sử dụng cái hộp số tự động CVT có cơ cấu tương tự như là xe hơi. Cái mẫu mô tô Honda DN01 được trang bị động cơ là V10 680 phân khối làm mát và dung dịch. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng là 74 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 182 km/h. Và ở thị trường Việt Nam, chiếc xe được ra mắt vào thời điểm 2010 đến 2012 và có mức giá bán dao động từ 380 cho đến gần 500 triệu đồng một chiếc. Cảm ơn bạn đã dõi clip này, hãy lấy cái tiếp nhớ like, share, subscribe.